Xin cho con hỏi, trong kinh có nói về sự xuất hiện của các đức Phật trong kiếp sống quá khứ. Trải qua một kiếp thì trái đất phải trải qua các giai đoạn sinh trụ hoại diệt nên không ngừng thay đổi khác biệt. Nhưng tại sao trong kinh các đức Phật đều đản sinh tại đất nước Ấn Độ và chỉ ở Ấn Độ? Ngoài ra, xã hội tôn giáo thời các đức Phật quá khứ đều giống như xã hội Ấn Độ thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Vậy xin sư cho con hỏi, tại sao lại có sự trùng hợp như thế? Phải chăng các bài kinh được biên tập thêm sau này? Không lẽ bây giờ đó Đức Phật phải nói là một cái thời Đức Phật quá khứ nào đó mà khi đó người ta không có đi lại bằng xe ngựa, là không có ngựa kéo, mà người ta đi lại bằng máy bay, bằng du thuyền, bằng xe hơi, thì mình quý vị mới chịu hay sao? Cái vấn đề đó là khi Đức Phật thuyết pháp, ngài phải dùng những cái ngôn ngữ, ngài dùng những cái ngôn ngữ để chúng sanh thời đó họ có thể hiểu được. Một cái nữa đó, đó là cái tên xứ sở thì đúng là mỗi một kiếp nó mỗi khác, nhưng mà cái vị trí trung tâm của quả địa cầu á thì thường nó không có khác. Xin lấy ví dụ như khi mà quý vị vẽ một cái vòng tròn thì cái vị trí trung tâm của vòng tròn đó là một điểm. Rồi khi mà quý vị xóa đi, rồi quý vị vẽ một cái vòng tròn khác đó, thì cái vị trí trung tâm của cái vòng tròn đó thì nó cũng không thể nào nó chạy ra ngoài rìa của vòng tròn, mà nó phải nằm ở vị trí trung tâm của vòng tròn. Cũng vậy đó, khi mà một cái kiếp trái đất hình thành thì cái vị trí trung tâm của cái quả địa cầu á, cái vị trí đó thường là nó giống nhau, thường nó giống nhau. Còn nói về các cái nền văn hóa đó thì như thế này, chúng ta có hai cái nền văn minh là nền văn minh vật chất và nền văn minh tâm linh. Thì khi nào mà cái nền văn minh vật chất nó phát triển á thì loài người sẽ không có mặn mà đối với văn minh tâm linh, mà khi mà nền văn minh tâm linh phát triển á thì cái nền văn hóa vật chất nó sẽ không phát triển. Đức Phật ra đời vào cái thời kỳ mà tuổi thọ loài người tối thiểu ít nhất là 100 tuổi và nhiều nhất là 8 như là 80.000 tuổi. Thì cái chuyện mà 80.000 tuổi thì sư không nói tới, mà cái chuyện 100 tuổi tối thiểu đó, thì đến cái kiếp đó khi mà loài người văn minh vật chất phát triển thì những cái giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần, những giá trị đạo đức họ sẽ suy giảm. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy đó, họ nâng cao những cái giá trị vật chất á, thì chúng sanh sẽ không có biết tri ơn, không có biết đền ơn, không có biết nhớ ơn, không có biết giữ tròn cái đạo của mình, cái đạo làm người, cái đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm con, đạo làm vợ, đạo làm chồng. Họ không giữ tròn cái đạo của mình. Đấy. Cho nên các vị chánh đẳng chánh giác sẽ không xuất hiện vào thời này. Đó là khi mà nền văn minh vật chất phát triển. Tại vì nền văn minh vật chất nó đa dạng lắm, nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà nền văn minh tâm linh thì nó không có khác nhau nhiều. Tại vì sao? Bởi vì khi mà một cái nền văn minh tâm linh phát triển, rất nhiều người tu thiền, chứng thiền định, chứng thần thông. Số người đó rất là nhiều. Và khi họ chứng thiền định, chứng thần thông ấy, quý vị biết là cái người ở xứ Ấn Độ thì cũng chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người ở châu Âu thì nếu như họ chứng thiền, họ cũng chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái người ở châu Phi, nếu họ tu thiền, chứng thiền, họ cũng chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và khi họ chứng như vậy đó,
cái đối tượng mà họ nhìn thấy đó, Phạm Thiên á, thì nó không có khác nhau, chư thiên dục giới cũng không có khác nhau đấy. Thì những cái nền văn minh nhân loại đó, khi mà họ nhìn thấy những cái đối tượng gọi là gương mẫu của tam giới đó, như là Phạm Thiên đó, thì nó không có khác nhau. Thành ra cái chuyện các cái thời quá khứ, có nghĩa là các cái thời mà nền văn minh tâm linh phát triển đó, cái cách sinh hoạt, cái cách sống, cái cách hành xử, cái cách ứng xử với nhau, thậm chí là cái cách gọi nói chuyện với nhau, nó không có khác nhau là như vậy. Quý vị biết là cái ngôn ngữ mà Pali đó được cho là ngôn ngữ của Phạm Thiên. Thì quý vị biết là cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ đó đó, nếu như mà đúng như vậy thì Phạm Thiên họ sử dụng cái ngôn ngữ đó, rồi loài người sử dụng giống như Phạm Thiên, thì không có lý gì mà qua cái kiếp khác thì Phạm Thiên lại đổi không có xài ngôn ngữ đó nữa mà xài ngôn ngữ khác. Trong con mắt của Phạm Thiên á, loài người sanh diệt liên tục, nhưng mà cái nền văn minh của các vị Phạm Thiên á, thì nó không thay đổi gì hết. Đó. Dù cho quả địa cầu này nó có diệt mất rồi quả địa cầu khác xuất hiện đi chăng nữa, thì cái nền văn minh của các vị Phạm Thiên nó vẫn duy trì như thường. Đấy, đó là lý do mà ở các thời Đức Phật quá khứ đó, cái nền mà văn minh đó, nó tương đồng với nhau là như vậy. Thậm chí nó có một cái đoạn quý vị nghe nó còn rụng rời như thế này. Có một lần đó, bà hoàng hậu đó, bà thiêu xác nhà vua và bà khóc. Thì Đức Phật khi mà đến đó, ngài mới nói là cái chuyện này con đã khóc nhiều rồi. Bà hoàng hậu mới nói: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn đang nói về ai? Đức Phật mới nói đó, thuở xưa đó cũng có một bà hoàng hậu đó tên như vậy, và có một ông vua cũng tên như vậy, và ông vua chết cũng chết cái cách cái kiểu chết y như vậy, và bà hoàng hậu thiêu xác nhà vua đúng tại chỗ này và bà cũng khóc y chang như vậy. Bà hoàng hậu mới hỏi là bạn Đức Thế Tôn nói là ở cái kiếp trước hay hay là ở cái kiếp trước nữa. Đức Thế Tôn nói, Đức Phật nói là có vô số kiếp cũng có một bà hoàng hậu tên như vậy, có một ông vua tên như vậy, ông vua chết cái kiểu đó và bà hoàng hậu thì đúng ngay cái chỗ này và khóc y chang như vậy. Đó là gì? Chúng sanh lặp đi lặp lại cái kiểu sống và cái kiểu chết, cái kiểu hành nghiệp và cái kiểu hưởng nghiệp. Đấy, dù cho chúng ta có tái sanh thêm 100 lần, 1.000 lần, 1 tỷ lần đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ sống cái kiểu như vậy, bởi vì chúng ta quen rồi. Đấy, thành ra đó, cái chuyện mà những cái đời sống quá khứ mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại thì nó không có gì lạ. Ngay cả người Pháp đó, họ có một cái tên, có một cái từ gọi là déjà vu, có nghĩa là sao? Chúng ta thấy giống như chúng ta cái cảnh này chúng ta đã gặp rồi, cái việc này chúng ta đã làm rồi, cái con người này chúng ta đã nói như vậy rồi, chúng ta đã từng như vậy rồi. Thì nó có một cái khả năng, thưa quý vị, nó có một khả năng là trong một cái kiếp xa xôi nào đó chúng ta đã từng làm cái chuyện y chang như vậy, cũng từng gặp cái con người y chang như vậy, cũng từng nói cái câu y chang như vậy, cũng làm cái cách cư xử y chang như vậy, cũng đúng ngay tại chỗ này, mà chẳng qua là dòng luân hồi mình vẫn tiếp tục, mình lặp đi lặp lại, mình không biết chán vậy thôi. Thì khi Đức Thế Tôn nói như vậy, khi mà Đức Thế Tôn nói với bà hoàng hậu trong một cái đoạn trong kinh, thì bà hoàng hậu xin xuất gia, tại vì sợ quá rồi, mình cứ lặp đi lặp lại cái kiểu sống đó. Thế thành ra cái chuyện mà những thời Đức Phật quá khứ mà có giống nhau như thế cũng không có gì lạ.